Chị qua. Ừ. Cái mẹ cho con rồi. Coucou, dis bonjour. Các bạn thân mến, mình đang lạc vào một cái nhà bán kẹo truyền thống ở ở cái đất Piegane này nhá. Chỉ có đất Piegane mới có kẹo này thôi. Một cái cốp như này là đầy đủ mọi thứ rượu ngon, thì hoa quả rồi thì bánh kẹo rồi tất tần tật đấy, thì khoảng 200 euro. Còn lại thì cái bé thì ít tiền. Ở đây nó có cái loại foie gras này, đặc biệt ở đây này, của cái vùng mình đang ở đây gọi là Suisse d'Ouest. Và cái phần này nữa đó là mong giờ mà do cái nhà này họ nấu thì nó rất là ngon. Cái phần này là confiture de Noël này, là Suisse à can bằng bằng nấu bằng mía của mình này. Hỏi ấy. Con chọn đi, thích cái gì mẹ mua cùng lê. On va s'installer là-bas. Passe, passe.
đập hộp. Đây rồi, mở ra để hút tê luôn. Mở ra hút tê đi, mở ra đi. Ok, hộp này.